Khi mẹ ốm thì cả nhà sẽ ăn gì? Mấy bữa nay mưa gió thất thường nên là cả ba mẹ con Hoa đều bị bệnh. Lúc đầu là chỉ có Ivy bị ốm thôi, sau đó thì lây qua Mia. Chăm được cho Ivy khỏi ốm thì cũng tới lượt Hoa luôn. Những ngày như thế này thì ngán chẳng muốn ăn gì, mệt mỏi nên là cũng chỉ muốn nấu sao cho nhanh chóng để còn nghỉ ngơi. Sáng nay anh xã Hoa đưa Ivy đi học tranh thủ ghé chợ mua con gà với lại ít củ quả về để hầm thuốc bắc. Làm cái món này thì nhanh nhưng mà phải cần có một cái nồi nấu chậm để đỡ phải canh chừng. Chưa đang mệt ở trong người mà bảo nướng bếp canh nữa thì thôi dẹp đi khỏi ăn cho rồi. Tính ra là đồ của nhà Gilux thì đó giờ Hoa cũng sưu tầm được vài ba món luôn rồi á. Nhìn cái thiết kế của em này thì khá là giống cái nồi cơm điện nhưng mà thật ra đó là nồi nấu chậm đó cả nhà. Cái thố sứ trắng này thì dung tích của nó là 1,5 lít vừa hay đủ dùng cho gia đình có ít thành viên giống như nhà hoa nè. Nấu các cái món hầm thì thời gian khá là lâu nhưng mà được cái là khâu chuẩn bị nhanh và nhàn lắm. Chỉ cần cho hết các nguyên liệu vào nồi, nêm nếm thêm một ít gia vị sau đó thì cho vào nồi nấu chậm và chờ thôi. Bạn điều khiển bằng tiếng Việt với 6 chế độ nấu khác nhau nên là khi sử dụng thao tác rất là dễ. Em này thì sử dụng công nghệ nấu bằng phương pháp gia nhiệt quanh lòng nồi, kết hợp với cái mức công suất 160W giúp nấu chín thực phẩm từ từ giữ được dinh dưỡng và vitamin ở trong thức ăn. Ngoài dùng để làm các cái món hầm ra thì mọi người cũng có thể sử dụng em này để nấu súp ninh xương ủ sữa chua trưng yến hoặc là nấu cháo cho em bé cũng được nhà mà có con nít hoặc là người lớn tuổi cần ăn những cái món nấu mềm á, thì có cái em nồi này quá là tiện luôn lúc đầu á, là hoa tính nấu cho cả nhà ăn nhưng mà cuối cùng thì chỉ có hai vợ chồng hoa ăn thôi à bởi vì thấy hoa mệt sợ anh xã hoa không có chăm nổi hai đứa nên là mẹ chồng hoa nói là để ai vì ở ngoài đó để mẹ chăm dùng cho để hoa có thời gian nghỉ ngơi tính ra có mẹ chồng tâm lý sướng quá hai cả nhà